Trên thị trường này, những chiếc máy siêu nhẹ, cỡ vào khoảng là 1kg, hàng chính hãng ấy, nó đều có mức giá siêu đắt, đâu đó vào khoảng là trên 35 triệu. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái dòng laptop đậm chất doanh nhân. Nó cũng siêu nhẹ, cũng chỉ vào khoảng là 1kg mà thôi, trong một mức giá nó mềm hơn rất là nhiều so với phân khúc máy laptop siêu nhẹ. Và đây là chiếc Acer Swift 5, với mức giá sau khi trừ quà thì nó chỉ còn là vào khoảng là 24 triệu rưỡi mà thôi. Bản màu Safari Gold này thì nó có mức giá là 24 triệu rưỡi này, còn bản Mist Green thì là 28 triệu rưỡi với những thông số cấu hình cao cấp hơn. Ok, như vậy là mức giá của nó đã hợp lý hơn rất là nhiều lần rồi. Nó không hề rẻ nhá, 24 triệu rưỡi không hề là một con số rẻ, nhưng mà nó hợp lý hơn rất là nhiều so với phân khúc laptop siêu nhẹ. Vậy thì chất lượng của nó đến đâu? Thì đối với những dòng sản phẩm siêu nhẹ như vậy thì cái thứ mà mình quan tâm đầu tiên ấy, đó chính là về mặt chất liệu. Chiếc Swift 5 này nó được Acer trang bị một cái bộ vỏ rất là cao cấp, được làm từ hợp kim magie và lithium. Nó không phải là magie, cũng không phải là magie nhôm, mà là magie và lithium. Nó giúp cho máy đạt một sự bền bỉ hơn rất là nhiều lần, trong khi thì nó vẫn rất là nhẹ. Mình có thể cảm nhận được sự cứng cáp và chắc chắn của chiếc máy này. Nó không hề bị flex khi mà mình gõ phím. Và do đây là chất liệu magie và lithium nên là khi các bạn sờ vào ấy, nó sẽ có mức độ sần sần trên bề mặt, nó rất là thích. Mình thì hơi e ngại rằng cái lớp sần này nó sẽ dễ bám bẩn mồ hôi và dấu vân tay. Tuy nhiên thì sau khi mà mình check ở trên trang chủ của hãng ấy thì được biết rằng là cái lớp vỏ này nó cũng được Acer hoàn thiện đặc biệt để giảm thiểu vi khuẩn và sự phát triển của vi sinh vật gây mùi, bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dùng. Nên là thực tế mình sờ rồi mình đặt tay lên bề mặt ấy thì nó cũng sẽ khó bám bẩn mồ hôi và dấu vân tay hơn. Thực tế thì nó vẫn bám một chút đấy, nhưng mà nó cũng không quá đáng kể lắm đâu. Và các bạn có thể lau đi một cách rất là dễ dàng. Còn về thiết kế tổng thể thì dòng Acer Swift được định hướng là dành cho laptop doanh nhân, nên là các bạn có thể dễ dàng nhận ra những cái nét góc cạnh của chiếc máy này để tạo nên sự khỏe khoắn. Phần cạnh phía sau nó cũng sắc nhọn ra. Phần này thì nó cũng tỉ xuống bàn làm việc để tạo nên cơ chế Eagle Lift chéo chéo khi mà mở máy, tạo nên cái nét cá tính hơn. Các góc xung quanh của máy thì nó cũng bo rất là ít, tạo nên cái sự khỏe khoắn. Giá mà cái logo Acer này nó cũng góc cạnh thêm một chút nữa thì mọi thứ nó sẽ hòa hợp hơn rất là nhiều đấy. Ok, một yếu tố nữa khiến cho mình cảm thấy rất là thích về chiếc máy này, đó là về chất lượng hiển thị của màn hình. Nó là màn hình có kích thước là 14 inch, độ phân giải là Full HD, với độ bao phủ màu sắc đạt 100% ở dải màu sRGB, một chất lượng hiển thị nó rất là tốt. Dù độ phân giải của nó không phải là 2K quá là sắc nét tuyệt đối, nhưng mà đây lại là màn hình gương, nên là cái mức độ no mắt của nó cũng như là cái độ trong của nó đều đạt trên mức tiêu chuẩn của những tấm nền Full HD mà có thông số tương tự. Các bạn lướt web, hay là các bạn xem phim, hay là các bạn làm đồ họa 2D thì nó cũng đều rất là dễ chịu trên cái màn hình này. Thậm chí là cái viền màn hình của máy nó cũng siêu mỏng, kết hợp với cả màn hình gương nữa nên là cảm giác trông mọi thứ nó cứ tràn ra, nhìn nó rất là sexy ấy. Ngoài ra thì dòng máy Acer Swift 5 nó cũng đạt tiêu chuẩn Intel Evo, vậy nên thì nó cũng có một số những điểm mạnh, ví dụ như là gập mở máy từ chế độ sleep chỉ dưới 1 giây này. Nó có sạc nhanh này, sạc 30 phút là đã sử dụng được ngay trong vòng 3 tiếng rồi. Và tổng thời gian sử dụng của chiếc máy này được vào khoảng là 6 cho đến 7 tiếng với điều kiện làm việc thông thường của mình. Ngoài ra thì nó cũng được trang bị CPU Intel Gen 11 mới. Dòng máy này nó chỉ trang bị CPU Core i5 thôi. Với nhu cầu của một doanh nhân thì nói thật là cũng chỉ cần như vậy thôi. Core i5 hiện nay nó cũng đã quá mạnh rồi, xử lý những file Excel nặng vài trăm MB thì hoàn toàn là vô tư. Bên cạnh đó thì RAM của chiếc máy này cũng là RAM Dual Channel, vậy nên thì anh em có thể là kết hợp với cả cái dòng card đồ họa Intel Iris Xe để mà chơi được những cái tựa game nhẹ nhàng, ví dụ như là những cái tựa game eSport ấy. Bên cạnh đó thì Acer Swift 5 nó cũng được trang bị cổng kết nối rất là đầy đủ, từ cổng A cho đến cổng Thunderbolt 4 này, cổng xuất hình ảnh HDMI. Tóm lại thì với 24 triệu rưỡi và 28 triệu rưỡi thì dòng máy Acer Swift 5 này nó có những điểm mạnh rất là riêng. Nó không hề rẻ nhá, nhưng mà nó cũng không quá đắt. Nó ở mức hợp lý để cho anh em có được những trải nghiệm của sự nhỏ gọn. Bên cạnh đó thì nó có một cái màn hình có chất lượng hiển thị rất là tốt. Và những trang bị khác, những trải nghiệm khác của chiếc máy này thì nó cũng rất là đầy đủ, từ cổng kết nối, bàn phím và touchpad, rồi cho đến cảm biến vân tay. Mọi thứ nó đều rất là đầy đủ. Vấn đề đơn giản ở đây đó chính là các bạn có thích thiết kế của cái dòng máy này hay không? Vậy thôi, nếu như các bạn thích thì nó là một dòng sản phẩm phù hợp với bạn. Trong hai chiếc máy này thì mình thấy rằng là mình thích cái phiên bản Mist Green này hơn, bởi vì cái màu của nó nhìn nó lạ hơn. Nó hơi xám xám nhưng mà nó cũng hơi ánh xanh, nhìn nó lạ hơn rất là nhiều. Còn cái màu vàng này thì mình thấy rằng là nó cũng hơi bị phổ biến quá trên thị trường hiện nay rồi. Ok, anh em nghĩ sao về dòng máy Acer Swift 5 này? Nghe cái từ Swift thôi là đã cảm thấy một cái gì đó nó rất là mỏng manh và cao cấp rồi đúng không? Hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.